Almighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, Almighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she care and guidance in discerning my vocation, information that I have received. I see myself can grow maturely in different aspects because of your formation to me. Thank you very much. Kính thưa bố mẹ và anh chị em huyện Tổng Cần Sát, giờ phút này con em và anh biết dùng từ nào để nói đến Spesa Sabadalupi, lalo na sa mensahe ni Bishop kanina. Nothing is impossible. Wala di kayo imposible. Isang sa pandemic, during some pagpangandam sa Almighty.